còn có một loại tâm định vi diệu hơn cả định an chỉ đó là tâm định tĩnh lặng một sự định tĩnh mọi lúc mọi nơi vượt ngoài mọi điều kiện quy ước nên cũng gọi là an bình hay không tịch diga nikaya chương 3 trang 278 mô tả định này là tịch tịnh vi diệu đạt tĩnh lặng chứng nhất tánh không điều kiện không đối kháng không trở ngại ayam samadhi santo panito lato digato sasankara nigaya ưu việt của định tĩnh lặng này là không cần nhập định xuất định vì có thể định tĩnh trong mọi hoàn cảnh chứ không cần tập trung vào một đề mục duy nhất nào như định an chỉ phải có nhập có xuất loại định tĩnh lặng này thoạt nhìn dường như không kiên cố nhưng thực ra đó mới chính là định vô ngại bất chấp điều kiện vì nó có thể ung dung tự tại trong mọi hoàn cảnh vô thường khổ vô ngã ví như người chơi lướt dáng có thể giữ thăng bằng trên những đợt sống dồn dập nếu bạn có thể chú tâm tâm bất loạn chứ không phải tập trung trên thực tại diễn biến vô thường thì bạn có đủ bản lãnh để thể hiện định tĩnh lặng trong mọi hoàn cảnh này vì có khả năng tùy duyên bất biến nên định này mới thực sự là định được nói đến như định năng sinh tuệ trong giới định tuệ đặc thù của nhà Phật. Và chỉ có định tĩnh lặng này mới được Đức Phật gọi là tối thượng lạc và là một trong những yếu tính của Niết Bàn. Giống như người quen lái xe trên đường giao thông thưa thớt sẽ khó đi qua chỗ xe cổ đông đúc. Ngược lại, tài xế quen lái xe ở chỗ giao thông đông đúc sẽ dễ dàng đi qua xa lộ vắng người cũng vậy hành giả định an chỉ khó thích nghi với hoàn cảnh động bên ngoài nên khó đạt được định tĩnh lặng ngược lại hành giả định tĩnh lặng sẽ dễ dàng đạt được định an chỉ trong môi trường yên tĩnh như vậy rõ ràng định tĩnh lặng mới có khả năng hỗ trợ cho trí tuệ thấy rõ thực tánh của các pháp. Đó là lý do tại sao Đức Phật chỉ chấp nhận định an chỉ như một phương tiện để chế ngự năm triền cái lúc sơ cơ chứ không xem đó là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Chỉ cần định sát na, định cận hành và định tĩnh lặng là đủ cho yếu tố định trong tam vô lậu học giới định tuệ. Tuy nhiên, với những người tâm dễ tán loạn, dễ nóng giận, nhiều tham ái hoặc quá lệ thuộc vào sở đắc tương lai, thì nên thực tập những đề mục thiền định sau đây để hỗ trợ cho tâm định tĩnh mới hành thiền tuệ dễ dàng hơn. Đối với hành giả tâm dễ tán loạn nhất là lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin thì đề một niệm Phật có thể giúp họ giảm bớt thất niệm, vọng niệm và tạp niệm để tâm có thể an trú nhất niệm thanh tịnh. Nhất niệm thanh tịnh không phải là định an chỉ nhưng lại hỗ trợ cho trí tuệ tốt hơn cả định an chỉ. Đối với hành giả tâm dễ nóng giận, thường hay bất bình, bực bội thì đề mục tâm từ có thể giúp họ ngăn ngừa sự bức xúc, nóng nảy, giận dữ để tâm được lắng dịu, hiền từ, mát mẻ. Với sự hiền hòa, mát dịu này, tâm dễ quán chiếu trong sáng và trung thực hơn. Đối với hành giả nhiều tham ái nhất là tham ái sát thân hay vật thực thì đề mục bất tịnh có thể giúp họ giảm bớt sự dính mắc ham mê, khao khát để tâm được dễ dàng buông xả, tự do và ổn định. Đó là những yếu tố nền tảng cho định tuệ phát huy. Đối với hành giả quá lệ thuộc vào sở đắc tương lai, nghĩa là tu tập vì mục đích đạt được một trạng thái như ý trong tương lai thì đề mục niệm sự chết sẽ giúp họ giảm bớt ảo tưởng về tương lai để trở về đối mặt với thực tại và tìm thấy ý nghĩa đích thực của nó. Người có nội tâm an tịnh, tức chánh định, gặt hái được rất nhiều lợi ích trong đời sống cũng như trong hành trình giác ngộ giải thoát làm nền tảng cho trí tuệ chức năng quan trọng nhất của định là tạo môi trường tĩnh lặng cho trí tuệ tỏa sáng giống như mặt hồ tĩnh lặng thì cảnh sắc mới hiện rõ khi tâm ổn định rỗng rang thì trí tuệ sẽ tự động soi chiếu rõ ràng trong lãnh vực hỗ trợ cho trí tuệ thì định tĩnh lặng hữu dụng hơn định an chỉ dẫn đến đời sống an lạc trong hiện tại đối với người đang trú trong an chỉ định tâm họ đã cắt đứt liên hệ với năm đối tượng giác quan nên họ không bị ngoại cảnh quấy rầy và họ an hưởng được hương vị hỷ lạc định xã của thiền định Vì vậy được gọi là hiện tại lạc trú Giúp kiến văn giác tri Tức thấy biết được trung thực Khi tâm tĩnh lặng thì thấy, nghe, ngửi, vân dân, biết Đều được trong sáng Nên nhận thức đối tượng mới đúng sự thật Cho nên tâm định dẫn đến thành tựu tri kiến giúp phát huy chánh niệm tỉnh giác. Tâm an tịnh nghĩa là tâm không vọng động nên không thức niệm. Do đó dẫn đến chánh niệm tỉnh giác dễ dàng hơn. Giúp đoạn tận các lậu hoặc. Định cùng với giới và tuệ là ba yếu tố không thể tách rời trong chức năng loại trừ vô minh, tà kiến ái dục và hữu vi tạo tác trở thành nên định là yếu tố dẫn đến đoạn tận lậu hoặc ở trong cảnh trần mà tâm không dao động đối với người đạt được định tĩnh lặng thì họ luôn trầm tĩnh trước mọi thăng trầm biến đổi của cuộc sống nên dù không cách ly các đối tượng giác quan mà vẫn không bị ngoại duyên chi phối có thể đạt được thần thông. Theo định luật của tâm thì sự chuyên chú càng kiên cố năng lực càng được phát huy. Hầu hết khả năng siêu nhiên của tâm đều phát xuất từ định lực. Người đắc tứ thiền có thể luyện được năm loại thần thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Biến hóa thần thông và Túc mạng thông. Khi lâm chung tâm bất loạn. Chết trong tình huống nào là do nghiệp quá khứ, không nên quan tâm làm sao để được chết trong điều kiện như ý, mà dù chết trong điều kiện nào, tâm cũng sáng suốt định tĩnh là tốt nhất. Điều này quá dễ dàng cho những ai nội tâm an tịnh. Hỏi con nghi ngờ không biết định có phải là hiện tại lạc trú thật không vì nhiều người tự cho là đã đắc định rất cao nhưng khi ở trong đời thường họ có vẻ như trầm cảm thụ động sợ ồn ào chỉ thích nơi yên tĩnh để dễ trú vào trạng thái định nên cũng rất dễ sân khi gặp nghịch cảnh họ không quan tâm việc gì ngoài nhập định và truyền bá phương pháp thiền định của mình nên tỏ ra cố chấp và ngã mạn nói chung họ không hiện tại là trú chút nào xin thầy giải thích cho con đáp tất nhiên gì đó không phải là chánh định tà định vẫn là định an chỉ nhưng nhằm mục đích bành trướng bản ngã hơn là giác ngộ giải thoát hơn nữa nếu không được kết hợp hài hòa trong giới định tuệ thì tự nó vẫn có nhược điểm. Đức Phật dạy, định quá nhiều sinh ra hôn trầm, nên bạn thấy người thích an trú định có vẻ như trầm cảm thụ động là đúng. Hơn nữa, phần lớn người thích định chỉ mong cầu đạt được an lạc hoặc muốn thoát khỏi phiền phức nên hệ có cơ hội là họ liền trú vào trạng thái hỷ lạc của định. Nhưng khi ra khỏi trạng thái đó, họ khó thích nghi với môi trường sống ồn ào phức tạp. Do đó, bạn thấy họ rất dễ sân. Họ bị dính mắc vào trạng thái định nên dĩ nhiên là cố chấp và ngã mạng. Nếu người hành thiền định chỉ vì khao khát có được năng lực thần thông thì vô cùng nguy hiểm như devadatta đã đắc định rất cao và có cả thần thông nữa nhưng vì tham vọng quyền lực nên đã hãm hại đức phật để rồi đọa vào địa ngục vô gián khi nhập định đặc biệt là chánh định thì đúng là hiện tại lạc trú thậm chí còn bất khả xâm phạm nữa nhưng thực ra Hiện tại lạc trú, đúng hơn là để nói đến các bậc thánh khi an trú trong thánh quả định hoặc diệt thọ tưởng định. Các bậc thánh cũng là những người hoàn hảo trong định tĩnh lặng. Vì họ không dao động trước mọi hoàn cảnh, ở đâu và lúc nào cũng thông dong tự tại an lạc tự nhiên. Hỏi làm thế nào để phân biệt được chánh định và tà định đáp khi nói đến trạng thái định thì nó thuộc định luật tâm nên chỉ phân biệt theo đối tượng và thiền chi chứ không phân biệt chánh hay tà ví dụ sơ thiền hữu sắc có đối tượng là quan tướng và chi thiền nổi bật là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm Trong khi sơ thiền vô sắc Có đối tượng là tưởng hư không vô biên Còn chi thiền nổi bật là nhất tâm và xã Dù chánh hay tà cũng đều như vậy Khi nói chánh định và tà định Là đã bước qua lãnh vực định luật nghiệp Được phân biệt theo động cơ và mục đích nếu động cơ hành thiền định là tham, sân, si và mục đích là để thọ lạc hoặc quyền năng thì đó là tà định. Ngược lại, nếu động cơ là vô tham, vô sân, vô si và mục đích là giác ngộ giải thoát thì đó là chánh định. Mặt khác, thiền định nào bành trướng bản ngã là tà định. Thiền định nào loại trừ bản ngã là chánh định. Hỏi: Nhân tiện cho tôi hỏi, chánh định và thánh định có khác nhau không? Đáp: Về đối tượng và chi thiền thì vẫn không khác, chỉ khác ở chỗ chánh định là nói chung tâm định chân chánh nhưng thường ám chỉ định của người chưa chứng đắc bậc thánh. Còn thánh định cũng là định đó khi hành giả đã chứng đắc bậc thánh. Ví dụ, bạn chứng sơ thiền với động cơ và mục đích tốt thì gọi là chánh định. Sau đó bạn đắc một trong bốn thánh quả thì sơ thiền đó được gọi là thánh định. Bạn cần lưu ý điểm này không có thánh định nào để hành cả giác ngộ không phải do định mà do tuệ giác định chỉ hỗ trợ thôi vì vậy không có thánh định để hành chỉ sau khi tuệ đạo tuệ quả thành tựu thì định mới được gọi là thánh định mà thôi hỏi con nghe có dị giảng phải hành thiền định trước mới hành thiền tuệ sao nhưng cũng có gì lại giảng không cần đắc định vẫn có thể đắc tuệ theo thầy điều nào đúng hơn đáp nếu hiểu đúng cả hai đều đúng nếu hiểu sai cả hai đều sai vì hiểu lầm định năng sinh tuệ là phải có định trước mới có tuệ sau nên một vài phái thiền đã chủ trương phải hành thiền định trước rồi sau đó mới chuyển qua thiền tuệ thực ra định luôn đi với tuệ không thể tách rời trong sự giác ngộ giống như khi bạn muốn soi mặt mình trong gương thì tấm gương đó phải được giữ yên tấm gương được giữ yên và khuôn mặt hiện rõ trong gương phải cùng lúc không trước không sao Chỉ cần tấm gương trao động Thì khuôn mặt cũng lập tức tan biến Cũng vậy không có định Tuệ không thể thấy được thực tánh Tuy nhiên định đi với tuệ Phải là định sát na Định tĩnh lặng hay chánh niệm Chứ không phải là định an chỉ Giống như khi tấm gương cố định một chỗ thì không thể thấy đối tượng di chuyển qua chỗ khác cũng vậy tâm người đắc định chỉ thấy đối tượng tỉnh tức thường lạc ngã không thể thấy đối tượng động tức vô thường khổ vô ngã hơn nữa giống như tấm gương bị đặt vào trong một hộp kính tâm người đắc định cách ly ngoại duyên bị khuôn định trong khái niệm chỉ thấy tướng do tưởng của định mà sắc tưởng vô sắc tưởng vẫn chỉ là khái niệm làm sao soi thấy thực tánh của vạn pháp chúng ta cần lưu ý một điểm vô cùng quan trọng là khi đức phật dạy thiền tuệ cho những người trước kia đã đắc định không phải theo nghĩa chuyển thiền định qua thiền tuệ vì định là định tuệ là tuệ không thể chuyển qua lại được. Đức Phật chỉ muốn giúp người đắc định biết dùng tuệ soi chiếu để phá chỗ dướng mắt của họ trong thiền định mà thôi. Nếu dướng mắt này không được khai thông thì mãi mãi vẫn bị giam giữ trong sắc ái, vô sắc ái, không thể nào giác ngộ giải thoát hoàn toàn được. Nói rộng hơn, giới, định và tuệ là ba trong một trên hành trình giác ngộ. Vì vậy, vấn đề là bạn có biết kết hợp cả ba thành một mối có đặt trên cùng đối tượng và đồng nhất hướng hay không? Vì nếu tách rời ba yếu tố ra để tu liền mất tính đồng nhất và dĩ nhiên sẽ rơi vào cục bộ, dướng mắt, ngã mạng và tà kiến. Hỏi có những môn như yoga khí công thôi miên ứng chú vân vân có phải là thiền định không đáp yoga khí công thôi miên hiệp khí đạo thái cực quyền ấn chú cảm xạ học vân vân đều dựa trên một mức độ nào đó của thiền định để phát huy nếu động lực và mục đích tốt thì những môn này đều đem lại lợi ích cho đời sống con người trên nhiều lãnh vực tuy nhiên vì phần lớn người luyện tập những môn này chú trọng đến phát triển và ứng dụng năng lực cho một mục đích thiện hay bất thiện nào đó của họ hơn là kết hợp giới định tuệ theo hướng giác ngộ giải thoát nên vẫn chưa được xem là chánh định trong phật giáo Nói tóm lại, định nào hướng đến giác ngộ giải thoát, vô ngã dị tha là chánh định. Định nào chỉ phát triển theo tham cầu của bản ngã thì không phải là chánh định. Hỏi Con nghe nói đã đắc thiền tuệ rồi thì không thể đắc thiền định được nữa, cho nên nhiều người tranh thủ hành thiền định trước kẻo sau đắc đạo rồi không có hiện tại là trú và thần thông như bậc khô kiến a la hán như vậy có đúng không ạ à? đáp một người đã có định sát na và định tĩnh lặng đủ để trí tuệ tỏa sáng thì nếu muốn gì ấy có thể vào an chỉ định dễ dàng hơn nữa người hành thiền tuệ đúng khi thấy rõ thực tánh vô thường khổ vô ngã của các pháp nên họ đoạn giảm được tham ái và tà kiến định dựa trên ly dục ly bất thiện pháp vì vậy người ít tham ái và tà kiến không những sẽ rất dễ đắc định mà còn không sợ rơi vào tà định ngược lại nếu đi vào định an chỉ quá sâu thì khó mà hành thiền tuệ được vì tâm định này quá tỉnh có thể cản trở sự linh động bén nhạy trong tuệ soi chiếu chớp nhoáng không phải vị thánh nào chưa đắc an chỉ định trước khi đắc đạo quả về sau đều không thể đắc các bậc định mà vì lúc bấy giờ vị ấy thấy rằng định an chỉ không còn cần thiết nữa Hiện tại lạc trú và thần thông so với sự an nhiên tự tại, giác ngộ giải thoát thì chẳng có nghĩa gì cả. Hỏi Con nghe nói có kim can định, đó là loại định gì? Đáp Kim can định là ý nói định kiên cố bất khả xâm phạm. Trong kinh có câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất bị dạ xoa đánh một thiết bản trong khi đang tọa thiền. Thiết bản này có thể đập vỡ một quả núi, nhưng Ngài Xá Lợi Phất không hề hứng gì cả. Tuy nhiên, tất cả định đều có sinh, có diệt, nên không có định nào là kim cang được cả, trừ phi đó là định tĩnh lặng hay thánh định. Bởi vì lúc bấy giờ định không còn là samatha tức chỉ định nữa mà là samti tức tịch tịnh đức phật không nói định là an lạc tối thượng nhưng ngài dạy tịch tịnh là an lạc tối thượng vậy tịch tịnh trong định tĩnh lặng mới thực sự là kim can định hỏi con đã thực hành thiền định được một thời gian và theo vị thiền sư hướng dẫn thì con đã chứng được thiền sắc giới thứ tư con thấy rất an lạc và thiền an chỉ đã giúp con cải thiện được bản thân rất nhiều bây giờ nghe thầy giảng thì con cũng nhận ra rằng mình thật sự có dướng mắt trong thiền an chỉ vậy con nên tiếp tục hay nên bỏ ạ à? đáp tự thân thiền an chỉ không sai sai là ở thái độ của người hành. Nếu động cơ đúng và mục đích đúng thì đó là chánh định. Không cần phải bỏ, chỉ cần hướng đến trí tuệ để đừng dừng lại ở đó là được. Tuy nhiên, việc này trên lý thuyết thì dễ nhưng trên thực tế rất khó thành công. Định an chỉ dựa trên tưởng, trong khi tuệ lại phải vượt qua tưởng mới thấy được thực tánh. Nếu không khéo lại lầm tướng của tưởng thành thực tánh thì chỉ tự đánh lừa mình. Vậy nếu thấy đó là dướng mắt làm tăng trưởng bản ngã và mất thời gian cho sợ đắc không thể đối mặt với thực tại thì nên thoát ra càng sớm càng tốt. Từ bỏ sự lăng xăng tìm kiếm thú vui bên ngoài bạn lại nỗ lực tầm cầu an lạc bên trong, phải chăng vì thú vui bên ngoài làm vô thường, nên giờ đây bạn muốn giữ an lạc bên trong được trường tồn vĩnh cửu? Bạn có biết, bạn đang bị chơi vào cái bẫy của thời gian, trong khi mãi tầm cầu cái bạn tưởng là chỉnh hằng, mà bỏ quên cách vượt khỏi thời gian để ôm giữ cái vô thường hữu hạn?